xúc lên xe này không thì là từ xe này hết xăng kia. Ừ vâng. Được, thế là thông minh. Thế giờ anh phải bắt em hùi xe kia làm. Anh để em con gạn đoạn vào để lên để cân anh. Để cân lên. Con gọn vào để đựng cân lên hay là để lằm? Cân lằm lên. Thế gì? Alex. Hai xe hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Từ từ, hết sức bình tĩnh nhá. Không nó chạy là nó hoảng lên là gãy chân gãy tay đấy. Điện mẹ nhảy phát từ bên này sang bên kia. Đi. 149,2 ngoèo luôn, bắt luôn con ngoèo này, con nào ra thì bắt luôn cho đỡ hoảng. Đúng không? Một trăm mười bốn phẩy sáu. Cứ bình tĩnh, không đổi vội rồi. Từ từ, có bình tĩnh, có bình tĩnh, không đâu vừa cả. Từ từ. Bắt luôn con vừa chạy ra con này.
Thấy ngoài lại nhảy vào đấy. Một trăm mười bốn phẩy tám. Này ra ao, mẹ ra xuống sông kia gì? Đó, thập xuống. Con này còn to hơn. Hai con một tí. Có một con bé. À, hai con này to hơn con. Đây xem cái ông này ông to nhất đây này. To nhất đấy. Con này là con to nhất đấy. Con đặt trước đấy. Một trăm bốn mươi hai phẩy bốn. Chân ta đều ngâm rượu. Ngâm rượu. Một trăm ba mươi bốn. Cường cứ bình tĩnh đi nhá, Cường bình tĩnh nhá. Bọn này nó hoảng là nó cứ thế nó cắm đầu vào cổ nó chạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
139,2. Ôi con này vật ra này. Con này ở trên 80 cân luôn. Cho tới 141,8. To. 2 cân. 3 cân. Yeah. Túm luôn con vừa chạy ra. Này chú bảo nó đạp cái đạp gì? Lá cái. Lá. Sao nó lá con này có vò này. Đó. Con này có vò. Rồi, 119,4, 6. 119,6. Nằm xuống là im rồi. 120,8. Một trăm hai mươi sáu phẩy bốn.